Kế tiếp là một câu chuyện Duy được kể lại từ một bạn nữ. Bạn sẽ kể về cái câu chuyện xoay quanh cái ngôi trường cũ của bạn. Bạn kể thì hồi lúc bạn học cấp 3 đó, bạn có học tại một cái ngôi trường ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Khi học lớp 10 thôi là bạn đã nghe những người bạn bè của mình và thậm chí là thầy cô, người ta thường xuyên kể những câu chuyện ma ở trong cái ngôi trường này. Thời điểm đó thì ngôi trường này nó nằm ở trong chợ Phú Lâm quận 6 luôn, nhưng mà sau này nó chuyển sang một cái cơ sở khác rồi. Cái đợt đó thì bạn có nghe một cái câu chuyện được kể từ một cái cô giáo dạy ngữ văn. Cô này tên là cô Xuân, cô cũng còn rất là trẻ luôn, tại vì mới tốt nghiệp đại học có 1 năm à, rồi vô cái trường này dạy luôn. Cái thời gian đó do là cổ mới về trường cổ dạy, với lại cổ cũng chưa có tìm được phòng trọ nữa, thành ra cổ mới xin với trường á, cổ được ở trong ký túc xá của nữ, rồi á cổ làm quản lý mấy cái học sinh nữ trong này luôn. Cái ngày đầu tiên khi mà cổ vô cái phòng ký túc xá của học sinh nữ này ngủ nội trú lại đó, cổ vô đây thì cổ được mấy bạn học sinh này nói á, cô đừng có ngủ ở cái giường tầng dưới nha, cô lên tầng trên cô ngủ đi, tại vì tụi em ngủ tầng dưới ngày nào cũng thấy ngoài cửa sổ á có cái ông già ngoài, ổng đứng ổng nhìn vô tụi em, ổng là ma chứ không phải là người đâu cô. Nhưng mà cô Xuân này á, cô đâu có tin đâu, cô tưởng mấy đứa này á hùa lại rồi hù cổ, chọc cho cổ sợ không à. Thành ra ngày đầu cổ ngủ ngay tại cái giường tầng dưới, trong khi đó những cái bạn học sinh nữ á, tụi nó toàn là dồn lên trên ngủ hết trơn à, không có dám ngủ tầng dưới. Thứ nhất là do đêm đầu lạ chỗ, cổ chưa ngủ được nữa, cổ nằm tới giữa khuya vậy đó, thì bắt đầu cổ mới nghe từ những cái giường tầng trên nó giỡn rầm 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 luôn. Cổ mới tưởng mấy đứa học sinh nữ nè làm gì mà không ngủ, giờ này á giỡn hết rồi á, kêu ầm đùm đùm. Cổ mới đứng dậy cổ la, cổ kêu á mấy em ngủ đi đừng có làm ồn nữa. Tuy nhiên cổ nhìn lại thì hình như là tụi nó đã ngủ hết trơn rồi, không có đứa nào còn thức hết trơn á. Vậy thì hóa ra là tụi nó không hề giỡn mặt với cô, mà cái tiếng động đó là từ đâu phát ra. Cổ mới vừa đặt lưng nằm xuống giường của mình lại thôi thì bắt đầu cổ mới nghe ngoài cái cửa phòng á gõ cửa, gõ cộc cộc như nè, gõ hoài luôn. Cổ mới tưởng đâu á mấy cái thằng học sinh nam á giờ này nó qua nó giỡn nó quậy không à. Cổ mới áp cái mặt ra ngoài cổ nhìn á thì không thấy ai hết. Lúc này cái tiếng gõ cửa đã im rồi, thì bắt đầu qua cái cửa sổ ở tại cái phòng này, cổ mới nghe những cái tiếng xào sạc rất lớn luôn, kiểu như là có những cái tán cây á nó từ bên ngoài á nó cạ vô cửa sổ nó tạo ra cái tiếng này vậy đó. Tuy nhiên kế bên cái lớp học này á không có cái lá cây nào hết trơn, tại vì khu vực này đâu có cây nào nó cao tới nỗi vậy đâu, mà chỗ này hầu như á toàn nhà cao tầng với lại chung cư không à, đâu có cây nào á nó xà vô tới chỗ này được. Vậy thì tiếng đó là cái tiếng gì? Tuy nhiên lúc này cổ vẫn chưa sợ và chưa nghĩ gì nhiều hết, nhưng mà cổ không có ngủ được nữa rồi, cho nên cổ mở cái laptop ra, cổ chấm bài, cổ làm này làm nọ vậy đó, cổ không ngủ được. Cổ đang ngồi trên màn hình laptop vậy nè thì ở ngoài cửa sổ cổ mới thấy là có bóng dáng của người đàn ông cứ đi qua đi lại, rồi một hồi dừng ngay tại cửa sổ này, nhìn thẳng vô cả cái phòng của toàn là học sinh nữ không à. Lúc đó cổ mới ớn rồi, cổ mới nhanh chóng trèo lên tầng trên cổ nằm ở trển á để mà không để cho cái ông này ông nhìn. Mặc dù lên tới đó rồi nha, cổ vẫn thấy cái ông này á còn đứng ngoài cửa sổ. Tới khi đó cổ mới tin lời của mấy đứa học sinh nữ trong này nói rằng ở cái phòng này có vong hồn của một người đàn ông. Cái đợt đó là ở trong cái căn phòng này nè, tự nhiên nó bị hư máy lạnh, thành ra ban giám hiệu nhà trường á mới cho phép cả căn phòng này đêm nay được lên sân thượng để mà ngủ. Cái trường này á do nó nằm ở trong nguyên cái khu dân cư đông đúc quá đi, thành ra nó không có được cái sân rộng như là những cái ngôi trường khác, mà thay vào đó nó có được một cái sân thượng ở trển á. Học sinh mỗi khi ra chơi cũng thường lên sân thượng để mà chơi ở trển á, chứ cũng không có xuống sân để mà chơi nữa, tại vì sân cũng nhỏ lắm. Đêm đó thì cả cái phòng nội trú này lên sân thượng để mà ngủ, tổng cộng chỉ có khoảng 10 đứa gái thôi hả, trong đó có một cái bạn nữ, bạn này tên là bạn Phượng. Lúc đó bạn Phượng học lớp 10, bạn của học lớp 10 luôn. Sau này hai đứa học chung lớp 12 á thì bạn Phượng đó mới kể lại cho bạn nghe rằng cái đêm đó khi mình lên sân thượng ngủ á, Phượng nó có cảm giác giống như là nguyên cái sân thượng này á như cái nhà trẻ vậy đó, tại vì toàn tiếng nít, nó kêu nó khóc nó la tùm lum hết trơn luôn, rồi tiếng chạy nhảy giỡn hết, tầm khoảng chừng 100 người trên nó vậy đó, trong khi chỉ có khoảng 10 đứa con gái nằm ngủ thôi à, mà đâu có ai giỡn đâu, nó nhìn qua nhìn lại á im lìm hết trơn mà vẫn nghe cái tiếng đó vậy đó. Nó ráng nằm một hồi á thì nó mới thấy là có đứa nít nó ngồi trên bụng của nó nè mà đè, khiến cái người của nó nặng trịch luôn. Nó đè xong rồi một hồi cơ thể của Phượng nó mới nhẹ lại, vừa đè xong thôi thì Phượng mới thấy là kế bên cái chỗ của mình nằm tự nhiên có con đứa nó bật nó ngồi dậy vậy nè, mà ngồi thụ lũ đó luôn, do nó bị cận thành ra nó cũng nhìn không có rõ nữa, tại vì trong đêm tối mà thấy nhỏ đó cứ ngồi thụ lũ hoài vậy đó. Một hồi nó đứng lên nó đi mất tiêu, nó đi về cái hướng nhà vệ sinh á nhưng mà không thấy nó quay lại. Nhỏ này cũng tức quá đi, nhưng bây giờ cũng quá mệt rồi, cũng chìm vào giấc ngủ. Tới sáng ngày hôm sau á thì Phượng mới hỏi lại với chị Đào, tại vì tối đêm qua Phượng cứ tưởng đâu là chị Đào á bà thức dậy mới đi vệ sinh không à. Phượng mới hỏi, nhưng mà chị Đào nói á hồi tối tao nằm ngủ say như chết vậy đó, tao có đi vệ sinh làm gì đâu mà mày hỏi tao vậy, ủa mày thấy gì hả. Khi trả lời vậy đó là cái con Phượng nó biết nó gặp ma rồi, cho nên nó nghỉ học một tuần lễ luôn, nó về quê đó tại nó sợ quá trời. Sau đó Phượng á còn thấy gì nữa hay không bạn cũng không biết, tại vì hai đứa cũng học khác lớp. Cho tới cái ngày mà cái ngôi trường mới đã xây xong, chuẩn bị làm cái buổi lễ khánh thành rồi đó, nhưng học sinh vẫn chưa được qua đó học, vẫn còn học tại cái ngôi trường cũ ma quái này. Ngày hôm đó bạn có tham gia một cái nhóm tập văn nghệ để mà chuẩn bị qua cái trường mới á, biểu diễn văn nghệ cho cái buổi lễ khai trương ngôi trường đó đó. Hầu như là mỗi đêm, đêm nào cả nhóm này cũng lên sân thượng để mà tập văn nghệ hết trơn á. Riêng cái đêm đó
Thì cái chị mà chủ biên đạo đó, chị đó chỉ không có tập được, tại vì nhà chị có đám giỗ, chị mới cho cả nhóm nghỉ một đêm đi, không có tập. Qua tới sáng ngày hôm sau đi học á, thì Nhi trong lớp mới hỏi là: ê, bộ tối đêm qua cái nhóm văn nghệ của tụi bay tập ở trên sân thượng hay gì mà làm gì mà ầm đụng trển như vậy? Tao học ở dưới này nha, mà tao nghe cái dễ trển á, dậm ầm đồ ầm đụng luôn, rất là dữ dội luôn. Tao tưởng tụi mày tập văn nghệ trển không à. Nhưng bạn mới nói là: ủa, hồi tối hôm qua tụi tao đâu có lên sân thượng tập đâu, tụi tao tập ngoài công viên á, mày nghe gì hả? Nhi nói là: ừ đúng rồi, tao nghe rõ ràng vậy mà. Nhưng bạn khẳng định là không có, tại vì cả nhóm hồi chiều á tập ngoài công viên mà. Nghe vậy xong thôi là hai đứa mới biết là ở trên sân thượng này á, hiện tại có rất nhiều vong linh mà mình chưa có dịp gặp người ta thôi. Hồi nãy giờ chỉ là những cái câu chuyện của những người bạn xung quanh trong ngôi trường này ta kể lại cho bạn nghe thôi, chưa có dính dáng gì tới bạn hết trơn. Nhưng thật ra không phải, có liên quan tới bạn đó. Đỉnh điểm là một lần, tự nhiên mới sáng sớm vô học à, cái nhỏ bạn trong lớp á, bạn là tên Lạng Tuyết, nó mới nói với bạn: ê Quyền ơi Quyền, mày biết cái chuyện gì không? Bây giờ tao mới dám kể cho mày nè Quyền, lẽ ra bữa nay tao đi học không có nổi đâu, nhưng tao phải vô đây tao nói cho mày nghe. Hồi chuyện qua lúc mà tan học về á, cả lớp mình về hết trơn rồi, tao về tới rồi tao mới phát hiện ra là tao bỏ quên cuốn sách trong trường, mà ngày mai kiểm tra nữa, tao đâu có bỏ trống được đâu. Tao mới ráng tao quay trở lại cái lớp của mình, tao vô tao lấy lại cái cuốn sách, tao cũng nhờ chú bảo vệ mở cửa giùm. Ổng mở cửa xong rồi tao vô, tao đang đứng cái bàn của tao á, tao lục cái cuốn sách trong cái học bàn của tao ra, tao cầm cuốn sách xong rồi tao định quay về rồi, thì vô tình tao mới thấy ngay chỗ cái bàn học của mày á Quyền, nguyên một cái thằng con trai nó ngồi trống á, mà cái thằng này không phải là cái thằng trong lớp của mình, nó mặc đồ kỳ lắm luôn kìa, mà nó ngồi như là một cái xác chết vậy đó. Nó ngồi đưa cái mặt lên nhìn tao vậy nè, mà cần cổ của nó có cột thêm cái sợi dây nữa, cái cọng dây này nè cột ở trên cái nóc lớp á, giống như nó đang treo cổ vậy đó. Tao thấy vậy á, tao đâu có dám la gì đâu, tại vì tao sợ tao la là có chuyện nữa. Tao mới ráng hết bình tĩnh, tao âm thầm tao đóng cái cửa nhẹ nhẹ, rồi tao bước tao dạng nước một luôn. Tới bữa nay tao mới dám nói với mày nè Quyền. Nghe vậy thì bạn cũng sợ, nhưng mà đâu có biết gì đâu. Tới cái ngày thứ bảy á, ngày hôm đó bạn có học một cái tiết địa lý, trong khi cái thầy dạy địa lý này nè, thầy đó cũng rất tin tâm linh, mà thầy hình như cũng có khả năng thấy được cái này cái kia hay sao đó. Tại vì học xong rồi thầy mới kêu bạn ra nói chuyện riêng, thầy kể cho bạn nghe đó, cái trường này hồi đó là một cái nhà xác, rồi sau này người ta mới xây lên một cái ngôi trường vậy nè. Chính vì như vậy mà thầy biết cái ngôi trường này có ma có quỷ. Tuy nhiên riêng cái phòng học của bạn á là chứa nhiều ma nhất. Rồi ngày hôm nay thầy mới thấy cái chỗ học của bạn á có ba cái vong mà người ta đang ngồi kế bạn vậy nè, cho nên thầy mới kêu bạn, thầy nói cho bạn biết. Thầy mới nói lúc mà dạy học á, thầy để ý rất lâu rồi, thầy thấy là cái chỗ của Huyền học á có ba cái vong nam luôn, mà một cái vong nam á thầy thấy được là hình như nó chết nước, nó là ma gia, nó theo Huyền lâu lắm rồi nha. Còn hai cái vong nam còn lại không biết nó theo em làm cái gì thì thầy không biết. Thôi nếu như mà em sắp xếp được thời gian, chiều nay đi học về á, em chạy qua nhà thầy đi, để thầy coi giùm cho em, tại vì thầy cũng có khả năng giúp được. Nghe như vậy là bạn hoàn toàn tin vào lời của thầy luôn. Ngày hôm đó khi mà đi học về á, bạn ghé thẳng qua nhà của thầy. Thầy mới kêu vợ của thầy á chuẩn bị sẵn một cái dĩa trái cây rồi đi ra gặp bạn. Vợ của thầy mới cầm cái dĩa đó và lập một cái đàn ngồi ở trước nhà để mà cúng. Cúng xong xuôi rồi thì hình như bạn mới thấy là cái cô vợ của thầy á, cổ rung lên nè, kiểu như cổ đã bị ma nhập vậy đó. Sau đó thì thầy mới hỏi với vợ của thầy á, sao mà đi theo học trò của tôi hoài vậy, nói tôi biết đi, tới ba người lận đúng không? Nghe thầy nói xong á thì vợ của thầy mới trả lời bằng một cái giọng điệu rất là khác luôn, giọng nói rất là trầm ấm nha. Tôi là cái người hồi đó chết, mà chết lâu rồi, chết gần nhà của bà ngoại nhá nè. Tôi mới thấy nó đi chơi chỗ đó, tôi định lôi cái giò nó xuống để mà chết thế mạng cho tôi. Lúc đó nó còn nhỏ xíu à, khi mà tôi kéo nó xuống rồi đó, tôi mới thấy nhỏ này còn quá nhỏ để thế mạng cho tôi đi. Tôi mới quyết định tôi trả nó lên bờ, tôi không có nhấn nước nó nữa. Đồng thời lúc đó cái ông chú của nó cũng tới để mà kéo nó lên, nhưng mà khi kéo nó lên rồi đó, vô tình tôi làm mất đi một hồn một vía của nó, cho nên tôi mang một cái tội với nó, tôi mắc nợ nó rồi. Thành ra sau này tôi phải đi theo, tôi bảo vệ cho nó, tôi không có dám làm hại nó nữa. Tự nhiên nghe cái cô này cổ nói xong là bạn giật mình luôn. Bạn nói đúng rồi, hồi đó lúc còn nhỏ đó, bạn có một cái trận bị té dưới mương sắp chết luôn, nhưng mà hên được cái ông chú của bạn ông kéo lên. Mà cái ngày hôm đó bạn té mương á là ngay chăng cái ngày đám cưới của cậu mợ bạn luôn nè, thành ra mọi người rất đông nhưng mà không ai để ý tới bạn hết trơn á. Sau khi kéo bạn lên rồi á, bạn có thấy là cái ông chú của bạn có làm một cái đàn phép gì đó, thì mới hay ra rằng cái lúc mà ông chú ổng kéo bạn lên rồi đó thì ổng đã biết ở dưới này có một cái con ma da, nó muốn kéo bạn xuống. Chú cũng kêu hồn con ma da này lên để mà nói chuyện luôn, tại vì chú của bạn cũng có khả năng này. Khi mà chú hỏi chuyện đó thì cái vong hồn ma da này chính là cái vong hồn đang nhập vô cái người vợ của thầy địa hiện tại đó. Vong hồn này mới nói á, bây giờ tôi lỡ kéo nó xuống rồi, thôi anh tha lỗi cho tôi đi, tôi không có dám kéo nữa đâu, mà bây giờ chắc tôi cũng đi theo, tôi phù hộ, tôi bảo vệ nó thôi à, tôi không có dám làm nó nữa hết. Khi đó đó thì chú của bạn mới tha cho cái vong này nè, chứ không thôi chú bạn đánh cái vong này luôn rồi. Mà cũng do lúc đó bạn còn nhỏ quá, thành ra bạn cũng không có để ý rằng cái vong hồn ma da này đã theo mình từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ luôn đó. Nhưng mà hên người ta không có làm hại. Cái vong hồn ma da đầu tiên mới vừa nhập vô cổ xong á thì đã xuất ra một cái vong nam khác lại nhảy vô nữa, mới nói bé này nè, nó không có làm gì ai chân á, nhưng mà tôi thấy hợp nó thì tôi theo thôi.
Hồi năm trước á, nó đi ra, nó đi thăm mộ của người quen nó, nó có qua nó thắp nhang cho cái mộ của tôi. Thành ra tôi theo nó luôn. Cổ vừa nói dứt câu thôi thì lại có một cái dòng khác nhập vô nữa, tại vì nói một cái câu khác nữa. Cái người đó nói á, tôi á là cái dòng ngay tại cái lớp học của nó nè. Hồi đó tôi học, tôi ngồi ngay tại cái bàn của nó luôn. Tôi không có muốn hại nó đâu, nhưng mà tôi thấy con nhỏ bạn của nó cứ qua cái bàn của nó vẽ tầm bậy tầm bạ đó hoài à. Tôi muốn đi theo nó để mà tôi nói cho nó biết rằng con nhỏ bạn của nó không có tốt đâu, nhưng mà tôi chưa có nói được cho nó nữa, tại vì á nhỏ này nó yếu bóng vía quá trời à. Tôi sợ theo nó ở gần nó rồi á nó bị yếu, nó bị bệnh này nọ nữa, tôi không có dám. Khi mà nghe xong ba câu nói của ba dông hồn á thì bạn biết được mình đang bị mắc duyên âm của tới ba người lận. Mặc dầu biết vậy đó, nhưng mà thầy địa không có khả năng để mà cắt duyên âm giùm cho bạn. Do đó thầy mới kêu với bạn á, bây giờ không có ổn rồi, con về con nói với người lớn á, rồi người lớn dẫn con qua bên chùa Ngọc Hoàng, qua đó các sư thầy bển người ta có thể giúp đỡ được cho con, còn thầy á thầy không có làm được cái chuyện này đâu. Rồi bạn cũng về, qua tới chùa Ngọc Hoàng á, thầy bên đó người ta cũng giúp đỡ cho bạn luôn, và kêu ba cái dông này đi siêu thoát đi, đừng có đi theo bạn nữa. Nói chung là cắt duyên âm giùm cho bạn, nhưng mà cắt tới ba lần. Mặc dầu đã cắt được duyên âm rồi nha, bạn cũng nghĩ đinh ninh là người ta đã đi rồi. Tuy nhiên chắc cũng do là bạn bị dông theo quá là nhiều, với lại người ta theo một thời gian quá dài đi. Thành ra tới cái năm bạn học lớp 12 á, thì bạn bị trầm cảm. Cái tâm lý của bạn á, nó cũng không được ổn định nữa. Do đó thì không biết lý do vì sao, ở cái năm học này, tự nhiên bạn bị một cái con nhỏ trong lớp á, nó bạo lực ngôn từ bạn, kiểu như bạo lực học đường vậy đó. Mặc dầu nó không đánh đập gì hết, nhưng mà tối ngày á, nó cứ chửi mắng, nó chì chiết bạn trong cái môi trường học tập vậy đó, thì bạn cảm thấy rất áp lực luôn. Tại vì hiện tại bạn đang bị trầm cảm nữa, bạn không có làm gì nổi hết trơn á. Nói chung ở cái tuổi mới lớn mà gặp những cái chuyện gì bức xúc ở trong trường á, nhiều khi mình cũng không có dám nói với mọi người ở trong nhà nữa. Bạn cũng ráng ôm mình ôm mình không à. Cứ mỗi ngày đi học là bị nguyên băng của tụi nó kéo để mà áp lực bạn, chửi mắng quá trời nhiều luôn. Mà cái con nhỏ cầm đầu, nhỏ này tên là con Trân, cứ lâu dần vậy đó, bạn cũng đâu có biết phải làm gì. Nói với thầy cô thì thầy cô chỉ xử lý một hai lần thôi, rồi đâu nó cũng lại vô đó à. Bạn cũng không biết phải làm gì hết á, thì cuối cùng bạn nghĩ quẩn luôn. Bạn muốn làm cái chuyện dại dột đó, chuyện gì á thì mọi người có thể tự hiểu rồi. Cho nên ngay trong cái đêm mà bạn nảy ra cái suy nghĩ đó đó, tự nhiên bạn nằm ngủ, bạn mới thấy cùng một lúc có ba người con trai đang ngồi trên cái giường của mình. Ba người đó chính là ba cái vong hồn mà theo bạn từ hồi đó tới giờ đó. Ba cái anh này mới ngồi kế bên đó rồi nói với bạn câu gì nè: tại sao mà em lại suy nghĩ vậy? Em không có được chết. Em biết em chết á, rồi ba mẹ của em á sẽ suy nghĩ gì sao? Người ta còn mình ơn em à. Em chết đi rồi á, em không có sướng được đâu. Ba mẹ của em rất là khổ luôn. Rồi còn người yêu của em nữa mà, em đâu có làm gì được đâu. Khi mà em chết rồi á, ba tụi anh rất là buồn. Ba tụi anh á không có đi siêu thoát được đâu. Khi bạn tỉnh dậy rồi á thì bạn là một cái con người khác hoàn toàn luôn. Bạn nói: ủa, tại sao mình phải chết chứ? Mình vẫn phải sống tiếp bình thường, mình còn quá trẻ mà. Thành ra qua ngày hôm sau đi học thôi, bạn vẫn rất bình thường. Lúc này cái nhóm của mấy đứa kia nó cũng không có còn phá phách gì bạn nữa hết trơn á. Tới mấy ngày sau á thì bạn mới hay tin là con Trân á, cái con nhỏ cầm đầu mà chửi mắng bạn đó, nó bị đuổi học rồi. Tại vì nó bị phát hiện á là nó trốn trong nhà vệ sinh á, nó hút thuốc quá nhiều lần, cho nên nhà trường kỷ luật và đuổi học luôn rồi. Bạn mới thấy rất là nhẹ nhõm trong lòng luôn, như được gỡ cái đinh trong mắt của mình vậy đó. Mới vừa xong chuyện này thôi thì lại có chuyện khác xảy ra với bạn trong cái năm học 12 này luôn. Tại vì bạn thấy là hình như ai cũng ghét bạn hết trơn á, không có thích chơi chung với bạn. Kiểu như là một cái đứa mà có nhiều người âm đi theo á, thì cái phần âm nó nhiều hơn phần dương, tự nhiên nó đẩy những người dương đi ra khỏi cơ thể của bạn, nó ngộ vậy đó. Với lại cái thời điểm đó, tự nhiên cái trực giác của bạn á, nó rất mạnh luôn. Tại vì cái đứa nào mà chuẩn bị xui xẻo á, bạn có thể nhìn ra được luôn đó. Điển hình như là cái lần đó, cái thằng bạn tên Hiếu, thằng đó bạn nói nó rồi: bữa nay á mày về đường tắt đi nha, mày đừng có về đường kia, tại vì mày chưa có bằng lái xe. Tao nói rồi nha, mày mà đi cái đường đó có thể hôm nay á mày bị công an bắt đó. Đúng thiệt là vậy. Thằng Hiếu đâu nghe lời của bạn đâu, nó đi cái đường kia thì vô tình nó bị công an hốt. Tại vì á nó không có bằng lái, chưa có đủ tuổi mà, thành ra người ta giữ giấy phép lái xe, giữ xe của nó lại luôn. Sau cái lần đó thì thằng Hiếu mới hỏi bạn á: ê mày có trù ẻo tao không mà mày nói đúng dữ vậy mày? Tự nhiên nó nghĩ chơi với bạn luôn, tại vì nó nói bạn á xui xẻo quá à, nói cái gì ra là xui cái đó à. Trong khi tụi nó đâu có nghĩ rằng tụi nó lẽ ra nếu nghe lời bạn á thì đâu có xảy ra nông nổi vậy đâu. Rồi không phải là mình ơn thằng Hiếu đâu nha, cũng còn rất nhiều người khác. Nhiều khi bạn có linh cảm là người ta xui, bạn cũng có ý tốt, bạn nhắc nhở người ta thôi, nhưng mà cuối cùng á cái chuyện nó xảy ra đúng y chang như bạn nói luôn, thì người ta mới nghĩ á bạn đem lại cái vận xui xẻo cho người ta. Cuối cùng là cái năm học lớp 12 á là hầu như không ai chơi với bạn luôn, bạn bị tách biệt hoàn toàn, không ai thích bạn hết trơn á, tại vì bạn quá là xui xẻo đi. Mà bạn nói nha, những cái đứa học chung á tụi nó ghét bạn đã đành rồi. Bây giờ trong thầy chủ nhiệm và vợ của ổng luôn cũng là một cái bà cô dạy trong trường này nè, hai người đó cũng rất ghét bạn luôn. Thầy chủ nhiệm lúc nào cũng ngăn cấm bạn, không cho bạn tham gia những hoạt động nào của trường của lớp hết trơn á, tại vì thầy nói
Em học dở lắm, em đừng có tham gia. Em tham gia là mất mặt của thầy hết trơn à, tham gia cũng đổ bể hết trơn à. Còn cái người cô giáo vợ của thầy á, nói thẳng với bạn luôn, em học hành không có ra hồn gì hết trơn á. Thôi bây giờ tôi thất vọng về em quá. Những cái bài văn mà bạn viết á, cô lúc nào cũng bắt bạn á, phải làm theo khuôn mẫu của tập làm văn có sẵn gì đó. Nhưng bạn đâu có chịu, bạn muốn tự mình viết. Tại vì môn ngữ văn á, là theo cái lối viết của mỗi người mà, đâu có thể nào viết theo khuôn mẫu được đâu. Vậy đó mà cái cô dạy văn này cũng không có chịu, cổ nói bạn á, rất là nhiều luôn. Nhiều khi mà ngồi suy nghĩ lại cũng không biết tại sao mà thầy cô bạn bè lại ghét mình tới vậy nữa. Có khi nào mình mang lại cái sự xui xẻo cho mọi người không ta? Chính vì như vậy đó mà thầy cô đâu có cho bạn đụng tay đụng chân tới cái gì đâu. Bạn như là bị tách biệt ra khỏi với mọi người luôn mà. Cho tới một cái lần đó bạn học cái môn lịch sử, thầy lịch sử cũng tựa tựa như thầy địa lý luôn. Thầy này cũng có thể nhìn ra được người âm. Tự nhiên thầy mới nói với bạn á, thầy vẫn còn thấy có ba người con trai lúc nào cũng đi theo em nha, cho nên em coi chừng đi, hoặc em đi thầy em coi thử đi, coi người ta còn theo em nữa hay không, chứ thầy thấy người ta vẫn còn đó. Ngày hôm đó nghe thầy nói xong, bạn có lên chùa nữa hay không á, bạn không có đề cập tới. Tuy nhiên bạn vẫn ráng tập trung học cho qua lớp 12. Lên đại học á, thì bạn học ở Tân Phú. Tới năm đó đó, bạn mới hay tin được á là cái người thầy chủ nhiệm cùng với vợ của ổng đó bây giờ kiểu như là đã bị trả nghiệp rồi. Tại vì đẻ ra đứa con trai á, mới có mấy ngày à, thì cái thằng bé trai này á, chết luôn. Rồi cái đứa con gái lớn của thầy á, học tới lớp 1 rồi, bỗng nhiên bị một cái cơn bệnh, rồi sốt nằm ở đó, bây giờ nằm như người thực vật luôn, mới có 6-7 tuổi à. Chính vì cái sự việc này xảy ra, thành ra bây giờ ngồi nghiệm lại, bạn nghĩ có khi nào thầy chủ nhiệm của mình bây giờ gặp quả báo không ta? Tại vì ngày đó hai vợ chồng của thầy chì chiết rồi chửi mắng mình nói nặng rất là nhiều luôn. Chắc có lẽ là ba cái vong linh này người ta đi theo để mà giúp đỡ mình rồi làm cho gia đình của thầy chủ nhiệm bị vậy đó.